Xin chào, chúng ta đang quay trở lại với Kbiz 24 giờ để cùng nhau cập nhật tin tức hot nhất về các sao Hàn. Và hôm nay có thông tin gì đang hot? Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Vườn bông K-pop lúc nào cũng rực rỡ và tràn đầy hương sắc. Bởi vậy, để gây ấn tượng với công chúng, dàn idol nữ xứ Hàn không chỉ có mỗi vũ khí độc nhất là nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút. Nhiều nữ thần may mắn sở hữu chiều cao lý tưởng và body hoàn hảo, nuột nà, ai nhìn cũng mê và trở nên nổi tiếng cũng nhờ như vậy. Mới đây, netizen Hàn đã điểm mặt những gương mặt vàng trong làng chân dài, tỷ lệ đẹp trong một bài viết với tiêu đề Tường thành về tỷ lệ cơ thể. Bất ngờ thay, bên cạnh những cái tên nổi bật lừng danh khắp nơi như là Lisa Blackpink, Yuna của Oh My Girl, nhiều nữ idol khác cũng gây choáng không kém với thân hình chuẩn đến khó tin, tỷ lệ hách dáng siêu ảo. Lisa của Blackpink. Cứ mỗi khi nhắc đến những idol sở hữu body hoàn hảo, tỷ lệ cân đối, ít ai có thể bỏ qua búp bê Barbie đời thực Lisa. Em út Blackpink nổi tiếng khắp nơi nhờ đôi chân dài miên man và vòng eo con kiến săn chắc. Chưa hết, Lisa còn có chiều cao cực ổn 1m67. Trong những tấm ảnh chụp toàn thân, nhờ tỷ lệ cơ thể siêu thực, trông Lisa như thể cao tận 1m7 vậy. Muốn biết vóc dáng vạn người mê là gì, chỉ cần nhìn vào Lisa là rõ ngay. Yuna của Oh My Girl. Cũng như Lisa, Yuna được netizen ưu ái gọi là búp bê đời thực. Quả là danh xứng với thực, nhìn body chuẩn chỉnh và gương mặt xinh xắn hút hồn của Yuna, ai ai cũng phải gật gù đồng ý rằng cô nàng cũng chính là búp bê sống. Tỷ lệ chân và lưng cực hợp lý giúp Yuna trông cao hẳn hơn so với chiều cao thực 1m61. Ngoài ra, khuôn mặt nhỏ bé càng giúp tổng thể thân hình Yuna thêm cao ráo và mảnh mai. Luda của WJSN. Luda là một trong những thành viên được chú ý nhất trong nhóm. Tất cả là nhờ vào visual thanh thuần, trong sáng và tỷ lệ cơ thể siêu thực của cô nàng. Chỉ cao có 1m57,5 nhưng Luda may mắn được trời phú cho một body nuột nà, mảnh mai. Chưa kể, chiều dài chân so với chiều dài toàn thân của Luda cũng lý tưởng đến mức khó tin. Đó chính là lý do giúp nữ idol hách dáng cực đỉnh dù chiều cao khiêm tốn nhưng lên sân khấu trông không hề thấp bé một chút nào. Minju của ITZY. Minju là nữ idol được kỳ vọng sẽ trở thành nữ thần thế hệ mới, tiếp bước đàn chị. Đương nhiên nếu Minju chỉ có mỗi gương mặt thánh thiện, trong sáng thì quá là bình thường và hiển nhiên. Tuy vậy, cô nàng 19 tuổi lại sở hữu thêm cả body đúng chuẩn trai coca, tay chân dài, đường cong nóng bỏng chết người và vòng eo nhỏ xíu. Tất cả đã tạo thành tỷ lệ cơ thể đẹp và hoàn hảo. Minju cao 1m63,8 nhưng nhiều người vẫn nghĩ nữ idol phải cao khoảng 1m7. Các bạn vừa quan tâm theo dõi video của Kbiz 24 giờ, đừng quên nhấn subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức mới nhất nào đến từ Kbiz 24 giờ các bạn nhé.